Tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra hội thảo triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo hội thảo. Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo, đồng chí Tòng Thị Phóng chỉ ra một số vấn đề cần quan tâm và nhấn mạnh. Tây Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và môi trường sinh thái đối với đất nước. Quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả kết luận số 76 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, đồng thời bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh, đặc biệt chú ý đến các dân tộc còn rất ít người, chăm lo đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đào tạo nguồn cán bộ, người dân tộc thiểu số tại chỗ.